Em chào toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Hôm nay ngày 15 tháng 7 và clip em vẫn lên vào khung giờ 5 đến 6 giờ tối hàng ngày cho anh em tham khảo lựa chọn chim. Hôm nay em chỉ lên được hai con chim cho anh em tham khảo lựa chọn, đó là một con lồng số 209 trước màn hình anh em đang xem. Và còn sâu con này là một con chim màu lân và có cái kiểu nhảy rất là dị anh em nhé. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim. Và nếu thấy clip của em hay, đừng quên để lại cho em xin một like, một chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con chim trước màn hình anh em đang xem là con lồng số 209 này anh em. Một con chim anh em khi để ý khi nó dựng bộ mà nó sổ giọng tướng bộ nhìn rất là đẹp đúng không anh em. Con này là một con chim tách Aviza, con chim bộ trung to anh em nhá. Nhưng mà cái con chim này nó có một cái tật lối là nó bị ngước nhẹ anh em nhá, bị ngước nhẹ. Và cái giá em chia sẻ cho anh em tham khảo cái con lồng số 209 này giá là 800 anh em nhá, giá là 800 đó. Và cái con này nó hót giọng chuông rất là to và giọng rất là hay anh em nhá, một con chim giọng chuông rất là to anh em. Đó, những cái con giọng chuông to như này đơn giản anh em nghe hót cột mồi thì không thể chê được rồi anh em ạ. Đó, tướng bộ thì rất là liền lạc và cái tướng của con chim nhìn rất là đẹp. Còn đây anh em, đây chính là đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem rõ nét hơn về bóng bộ tướng tá của con lồng số 209. Con này thì hình bộ luôn luôn như vậy anh em nhé, hình bộ luôn luôn như vậy và bóng bộ tướng tá rất là đẹp. Anh em để ý thấy nó lắc lắc có vẻ muốn mở đuôi đúng không anh em. Đó, còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 211 này. Và đây chính là đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem rõ và kỹ hơn về bóng bộ tướng tá của con lồng số 211 này anh em nhé. Con này là một con chim màu lân, nhưng mà cái màu của nó lại không hiểu kiểu gì lại hơi cong sang một bên anh em. Đó thì em cùng nói rõ ràng cụ thể như vậy cho anh em tham khảo. Còn đây chính là đoạn clip em quay bằng máy quay cho anh em xem kỹ hơn về con chim đây anh em. Một con chim mà nó có cái kiểu nhảy anh em có thể thấy rất là dị anh em. Bật từ cầu này lên nan bật lại, một cảm giác nó bật mà nó bật rất là ghê anh em. Nó bật rất là khỏe. Và cái con 211 này thì cũng là một con chim tách Aviza, chim bộ trung to và không có tật lối gì anh em nhé, không có tật lối gì. Đó, khi nào mà cái con này nó không bật và nó ra cái nước cầu lật, lật cũng rất là dẻo anh em, lật cũng rất là dẻo. Đó, cái kiểu nhảy thực sự rất là dị anh em ạ. Clip của cái con lồng số 211 này thì em cũng quay được rất là dài. Anh em nào mà ưng thì anh em cứ xem hết clip cho chi tiết và cụ thể anh em nhé. Đó, anh em nhìn cái bước lật của con chim rất là dẻo anh em. Đó, và em cũng báo giá em chia sẻ cho anh em tham khảo cái con lồng số 211 này, em chia sẻ giá là 2 triệu anh em nhé. Giá là 2 triệu. Đó thì hôm nay em lên được chỉ được hai con chim cho anh em tham khảo lựa chọn thôi nha. Thông tin giá cả em cũng đã lên rất là đầy đủ trên clip. Anh em ngắm mà ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé.